Gần chục ngày đã trôi qua, song sự cố cháy nhà uy hiếp đến tính mạng nhiều người thân trong gia đình xảy ra vào chập tối ngày 29 tháng 1 năm 2024 vẫn ám ảnh trong tâm trí ông Mai Công Giảng. Ngọn lửa bùng phát tại buồng ngủ, sau đó cháy dữ dội và nhanh chóng lan lên gác lở. Thế vậy, cháu bé trong nhà nhanh chóng thoát nạn ra phía trước, còn anh Mai Quốc Dũng là con ông Giảng bị kẹt lại trong buồng ngủ. Nhờ sự ứng cứu kịp thời từ lực lượng công an và lực lượng chức năng của phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku và nhân dân tại chỗ, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế. Anh Mai Quốc Dũng được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai cứu sống trong gang tấc. Như đứa con tôi là sinh lần thứ hai, lực lượng cứu nạn cứu hộ của bên phòng cháy chữa cháy đã đến kịp thời. Mấy anh đến trong vòng mấy phút là đã có mặt liền. Ba xe chữa cháy tập trung hết toàn bộ lực lượng rồi. Bên công an thành phố, rồi nói chung các đoàn thể, phường, tổ dân phố đầy đủ hết, nhân dân rất đầy đủ. Thì tôi cũng rất là biết ơn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hơn một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận xảy ra 3 vụ cháy nhà dân và kho chứa hàng của đơn vị doanh nghiệp. Để giảm thiểu thiệt hại cả về người và tài sản do cháy nổ xảy ra, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường bám cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chủ các cơ sở doanh nghiệp, kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trong trường hợp không may cháy nổ xảy ra. Trong cái dịp Tết và cao điểm mùa khô thì phòng thoát phòng cháy mong muốn người đứng đầu cả cơ sở quan tâm về bố trí lực lượng cảnh gác thường trực 24/24 giờ để là bảo vệ cái cơ quan đơn vị doanh trại của mình, rồi quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt để loại trừ cả cái yếu tố có thể phát sinh do cháy, phải nâng cao cái ý thức của người lao động, người dân để cảnh giác và thực hiện nghiêm cả cái biện pháp phòng cháy cháy, các quy định của pháp luật cũng như các cái hướng dẫn của cơ quan công an để ngăn ngừa cái sự cố xảy ra. Mỗi người dân, chủ cơ sở doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tắt toàn bộ các thiết bị điện không cần thiết và tăng cường kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy dịp cao điểm Tết là việc làm cần thiết và cần được duy trì thường xuyên liên tục. Khi đó sẽ góp phần phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về cháy nổ gây ra.